Công an Việt Nam Mãi Đình bắt hàng trăm đối tượng ở đặc khu Tam Giác Vàng, triệt phá tổ chức lừa đảo quốc tế. Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá chuyên án bắt 155 đối tượng người Việt tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng có hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Theo tài liệu trinh sát thu thập được, vào cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar đã chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bò Kèo, Lào. Ngoài những nạn nhân tại các nước châu Á với chiến thuật dùng người Việt lừa người Việt, các đối tượng đã lôi kéo, dụ dỗ thêm người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các cửa khẩu biên giới với chính sách lường hấp dẫn từ 18 đến 30 triệu đồng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã thiết lập nên một đế chế riêng tại khu vực được mệnh danh là bất khả xâm phạm do người nước ngoài chủ mưu cầm đầu. Các đối tượng sẽ phải sinh sống, làm việc tập trung tại các khu nhà cao tầng của đặc khu Bò Kèo, được phát kịch bản, điện thoại và sim điện thoại Lào để lập nên các tài khoản Facebook giả và được hướng dẫn thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi đột nhập thành công, các trinh sát đã tiếp cận được văn phòng làm việc của các đối tượng. Khi thấy có động, các đối tượng nhanh chóng tẩu tán, tiêu hủy các công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, leo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà. Sau hơn 4 giờ truy bắt của lực lượng công an Việt Nam và công an Lào, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu cũng như các nhân viên người Việt đã xa lưới. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ, cũng như các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo. Bước đầu, công an xác định đường dây này đã tiến hành lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam, nạn nhân bị lừa nhiều nhất lên đến 5 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Công an Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong ngày.